là như vậy, không chuyên nghiệp chút nào hết. Em đẹp, em thấy tốt chứ? Đi buổi thì không đi làm nữa là được rồi. Em nghĩ buổi thì có thể vì chị hai nên mới nói dối, hoặc là do chị hai ép cũng. Chúng ta hãy cho cổ thêm một cơ hội nữa. Yeah.